sáng nay tại thành phố quy nhơn thường trực hội đồng nhân dân tỉnh bình định và thường trực hội đồng nhân dân tỉnh bình dương đã có buổi trao đổi kinh nghiệm về công tác xã hội hóa tham dự về phía tỉnh bình dương có ông nguyễn văn lộc chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bình dương về phía tỉnh bình định có các ông đoàn văn phi phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh huỳnh thúy vân phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân hai tỉnh Bình Định, Bình Dương cùng nhau trao đổi một số kinh nghiệm về thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong ban hành chính sách xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp, cơ sở phương pháp xây dựng bước hỗ trợ đối với các dự án, hình thức lựa chọn nhà đầu tư xã hội hóa, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lĩnh vực xã hội hóa và những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực thi chính sách. Theo trao đổi thời gian qua, Hội đồng nhân dân hai tỉnh đã ban hành nhiều văn bản thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hóa và được công khai rộng rãi, minh bạch trên phương tiện truyền thông. Các chính sách về công tác xã hội hóa do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành được cụ thể hóa bằng các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực tiễn tại địa phương, nâng cao tính chủ động của các ngành các cấp trong chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện. Tại buổi trao đổi, hai bên chia sẻ những kinh nghiệm và cách khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác xã hội hóa cũng như việc sử dụng tài sản công của các đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật quản lý sử dụng tài sản công. Thời gian tới, hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu và vận dụng linh hoạt phù hợp với thực tiễn, đảm bảo việc xây dựng và vận dụng các chính sách khuyến khích xã hội hóa thiết thực và đúng quy định. Trước hết là tiếp tục ban hành những nghị quyết nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa chính sách khuyến khích xã hội hóa phù hợp với thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương dịp này đoàn công tác hội đồng nhân dân tỉnh bình dương tham quan khu công nghiệp bkm v ship bình định